bắt đối tượng Ngọc Say, tự xưng thương binh gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vũ Ngọc, tức Ngọc Say, sinh năm 1960, trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, Lê Vũ Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng là thương binh đã liên tiếp tập trung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Sen, số 49 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, với mục đích gây sức ép đòi nợ bà Phạm Thị Hòa, chủ tịch kiêm giám đốc công ty. Đặc biệt, ngày 9 tháng 9 năm 2023, Ngọc cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh, mang 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện Chăm Cứu Trung ương. Đối tượng này để xe ba bánh chặn lối đi rồi uống rượu, chửi bới những người qua lại, đe dọa các lái xe cấp cứu khi chở bệnh nhân qua lối đi này. Khi lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển xe, Ngọc không chấp hành mà còn gọi thêm thương binh đến tăng cường lực lượng. Khi có xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu, Ngọc và nhóm người trên vẫn cố tình cản trở buộc lực lượng chức năng phải can thiệp, hỗ trợ thì xe cứu thương mới di chuyển được hiện công an quận đống đa đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật